Thầy chào các em. Thế là thầy trò chúng ta lại được đồng hành cùng nhau để khám phá những kiến thức mới của môn Tiếng Việt lớp 5. Cũng như các tiết học trước, các em đã chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập rồi đúng không? Thầy lưu ý với các em là trong suốt tiết học, các em phải chú ý quan sát, lắng nghe thầy giảng bài, thực hiện tốt các yêu cầu của thầy để tiết học của chúng ta đạt được hiệu quả cao nhất. Chúng ta sẽ bắt đầu bài học mới. Với phần khởi động như sau. Trong phần khởi động này, các em lắng nghe thầy đọc câu đố, dựa vào các thông tin có được trong câu đố để tìm ra đáp án. Câu đố: Nhỏ như hạt thóc, trắng ngọc trắng ngà, khắp muôn vạn nhà, nhà nào cũng có, là hạt gì? Các em có 5 giây suy nghĩ và trả lời. dựa vào những thông tin có được trong câu đố các em đã biết đây là hạt gì rồi đúng không đó chính là hạt gạo vậy hạt gạo được làm ra như thế nào thầy mời các em quan sát một hình ảnh có trên màn hình trong bức ảnh là một cánh đồng lúa chín vàng với hình ảnh một người nông dân đang chăm sóc cho những ruộng lúa của mình cũng chính từ những ruộng lúa này mà chúng ta có được những hạt gạo trắng thơm vậy những hạt gạo được làm nên từ những gì và những người nông dân đã phải trải qua những khó khăn như thế nào để làm ra hạt gạo. Thầy trò chúng ta sẽ tìm hiểu qua bài tập đọc hôm nay. Hạt gạo làng ta của nhà thơ Trần Đăng Khoa. Trước tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu đôi nét về nhà thơ Trần Đăng Khoa. Đây là chân dung của ông Trần Đăng Khoa. Trần Đăng Khoa sinh năm 1958, quê làng Trực Trì, xã Quốc Tứng, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Là một nhà thơ, nhà báo, biên tập viên tạp chí văn nghệ quân đội, phó chủ tịch hội nhà văn Việt Nam. Có lẽ tác phẩm nhiều người biết đến nhất của ông là bài thơ Hạt gạo làng ta, sáng tác năm 1968. Khi đó ông mới 10 tuổi, bằng với tuổi của các em đấy. Sau đó được nhạc sĩ Trần Viết Bính phổ nhạc năm 1971. Học xong bài tập đọc này, các em sẽ đạt được 3 mục tiêu sau đây. Mục tiêu thứ nhất, đọc lưu lót diễn cảm bài thơ Mục tiêu thứ hai, hiểu được ý nghĩa của bài thơ và mục tiêu thứ ba, thuộc lòng bài thơ. Và để đạt được ba mục tiêu này, thầy trò chúng ta phải hoàn thành tốt ba hoạt động sau đây. Hoạt động 1, luyện đọc đúng, hoạt động 2, tìm hiểu nội dung bài và hoạt động 3, luyện đọc diễn cảm. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ở hoạt động 1, luyện đọc đúng. Thầy mời các em mở sách giáo khoa trang 139, lắng nghe thầy đọc bài, đọc thầm theo thầy và tìm xem ở bài này à, gồm những đoạn nào. Hạt gạo làng ta, hạt gạo làng ta, có vị phù sa của sông Kinh Thầy, có hương sen thơm trong hồ nước đầy, có lời mẹ hát ngọt bùi đắng cay. Hạt gạo làng ta, có bão tháng 7, có mưa tháng 3, giọt mồ hôi xa, những trưa tháng sáu, nước như ai nấu, chết cả cá cờ. Cua ngôi lên bờ, mẹ em xuống cấy. Hạt gạo làng ta, những năm bơm mị, trúc trên mái nhà, những năm khẩu súng, theo người đi xa, những năm băng đạn vàng như lúa đồng, bát cơm mùa gặt, thơm hào giao thông. Hạt gạo làng ta, có công các bạn, sớm nào chống hạn, vụt mẻ miệng gầu, trưa nào bắt sâu, lúa cao rác mặt, chiều nào gánh phân, quan trành quét đất. Hạt gạo làng ta gửi ra tiền tuyến, gửi về phương xa. Em vui em hát, hạt vàng làng ta, Trần Đăng Khoa. Vừa rồi sau khi đọc bài xong, các em đã chia bài này ra thành những đoạn nào? Để thuận tiện cho hoạt động luyện đọc và hoạt động tìm hiểu bài, chúng ta chia bài này ra làm 5 đoạn. Mỗi đoạn là một khẩu thơ đó các em. Trong quá trình đọc bài, các em có gặp phải những từ ngữ nào khó phát âm hay không? Để giúp các em đọc đúng, đọc trôi chảy bài tập đọc, chúng ta cần luyện đọc một số từ ngữ sau đây. Ngọt bùi, ngồi lên, trút, băng đạn, chống hạn, quang trành, quét đất. Khi đọc những từ ngữ này, các em cần chú ý vào những âm vần mà thầy đã tô màu vàng. Thầy mời các em đọc lại ngọt bùi, ngồi lên, trút, băng đạn, chống hạn, quan trành, quết đất. Đây là một bài thơ được viết theo thể thơ bốn chữ. Vì vậy khi đọc, các em phải chú ý đến việc ngắt nghĩ cao sao cho phù hợp với từng dòng thơ, từng ý thơ để giúp cho người nghe hiểu rõ được nội dung của bài. Các em lắng nghe thầy đọc và tìm xem thầy đã ngắt nghỉ hơi như thế nào. Hạt gạo làng ta có vị phù sa của sông Kinh Thầy, có hương sen thơm trong hồ nước đầy, có lời mẹ hát ngọt bùi đắng cay. Hạt gạo làng ta có bão tháng 7, có mưa tháng 3, giọt mồ hôi xa, những trưa tháng 6 nước như ai nấu, chết cả cá cờ, cua ngồi lên bờ, mẹ em xuống cấy. Đây là những vị trí mà thầy đã ngắt nghỉ hơi khi đọc. Các em chú ý, ở những dấu gạch xiên đơn, các em nghỉ hơi tương đương với một dấu phẩy. Ở những dấu gạch xiên đôi, các em nghỉ hơi tương đương với một dấu chấm. Ở hai dòng thơ liền kề, thầy có đánh dấu mũi tên, các em nên đọc liền mạch. Và trong khổ thơ thứ hai, có ba dòng thơ liền kề, thầy có đánh dấu mốc. Ba dòng thơ này, các em cũng cần đọc liền mạch để thể hiện được ý thơ. Thầy mời các em đọc lại. Hạt gạo làng ta có vị phù sa của sông Kinh Thầy, có hương sen thơm trong hồ nước đầy, có lời mẹ hát ngọt bùi đắng cay. Hạt gạo làng ta có bão tháng 7, có mưa tháng 3, giọt mồ hôi xa, những trưa tháng 6, nước như ai nấu, chết cả cá cờ, cua ngôi lên bờ, mẹ em xuống cấy. Vừa rồi, thầy đã hướng dẫn các em cách luyện đọc một số từ ngữ khó phát âm, cũng như cách ngắt nghỉ ở các dòng thơ. Các em hãy vận dụng điều thầy vừa hướng dẫn để luyện đọc lại cho thật tốt bài tập đọc thầy mời các em đọc lại hạt gạo làng ta hạt gạo làng ta có vị phù sa của sông kinh thầy có hương sen thơm trong hồ nước đầy có lời mẹ hát ngọt bùi đắng cay hạt gạo làng ta có bão tháng bảy có mưa tháng ba giọt mồ hôi xa những trưa tháng sáu nước như ai nấu chết cả cá cờ cua ngôi lên bờ mẹ em xuống cấy hạt gạo làng ta những năm bơm mị trúc trên mái nhà, những năm khẩu súng, theo người đi xa, những năm băng đạn, vàng như lúa đồng, bát cơm mùa gặt, thơm hào giao thông. Hạt gạo làng ta, có công các bạn, sớm nào chống hạn, vụt mẻ miệng gầu, trưa nào bắt sâu, lúa cao rác mặt, chiều nào gánh phân, quang trành quết đất. Hạt gạo làng ta, gửi ra tiền tuyến, gửi về phương xa, em vui em hát, hạt vàng làng ta, trần đăng khoa trong quá trình đọc bài các em có phát hiện được những từ ngữ nào chúng ta chưa rõ nghĩa hay không và ở bài đọc này chúng ta cần giải nghĩa một số từ ngữ sau đây từ thứ nhất kinh thầy sông chia nước của sông thái bình trải qua tỉnh hải dương đây là ảnh chụp một khúc của con sông kinh thầy ở tỉnh hải dương từ ngữ thứ hai hào giao thông đường đào sâu dưới đất để đi lại cho an toàn trong chiến đấu. Đây là hình ảnh của những hào giao thông được bộ đội ta đào trong những năm chiến tranh. Từ ngữ thứ ba, trành, còn gọi là dành, xảo. Dụng cụ đang bằng tre, nứa, đáy phẳng, có thành, dùng để vận chuyển đất, đá, phân trâu bò. Từ ngữ thứ tư, gầu, là dụng cụ tác nước của những người nông dân ngày xưa. Như vậy là thầy trò chúng ta đã hoàn thành xong hoạt động 1, luyện đọc đúng. Để biết được hạt gạo được làm nên từ những gì, và người nông dân chúng ta đã trải qua những khó khăn vất vả như thế nào, thầy trò chúng ta sẽ bước sang hoạt động 2, tìm hiểu nội dung bài. Chúng ta sẽ bắt đầu ở câu hỏi thứ nhất. Đọc khổ thơ 1, em hiểu hạt gạo được làm nên từ những gì? Để trả lời câu hỏi này, thầy trò chúng ta cùng nhau đọc lại khổ thơ 1. Hạt gạo làng ta có vị phù sa của sông Kinh Thầy, có hương sen thơm trong hồ nước đầy, có lời mẹ hát ngọt bùi đắng cay. Sau khi đọc xong khẩu thơ 1, các em thấy trong hạt gạo có gì? À, trong hạt gạo có vị phù sa, có hương sen thơm, có lời mẹ hát. Như vậy các em hiểu hạt gạo được làm nên từ những gì chưa? Hạt gạo được làm nên từ tinh túy của đất, của nước và công sức của những người nông dân thì mời các em nhắc lại nội dung của câu hỏi thứ nhất. Hạt gạo được làm nên từ tinh tí của đất, của nước và công sức của những người nông dân. Qua nội dung của câu hỏi số 1 này, chúng ta đã biết được để làm ra hạt gạo, người nông dân phải trải qua một quá trình lao động, vất vả, khó khăn. Vậy người nông dân đã gặp phải những vất vả khó khăn như thế nào? Thầy trò chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp ở câu hỏi thứ hai. những hình ảnh nào nói lên nỗi vất vả của người nông dân? Để trả lời câu hỏi này, thầy trò chúng ta tiếp tục đọc lại khổ thơ thứ hai để tìm những hình ảnh đó. Hạt gạo làng ta có bão tháng 7, có mưa tháng 3, giọt mồ hôi xa, những trưa tháng 6, nước như ai nấu, chết cả cá cờ, cua ngôi lên bờ, mẹ em xuống cấy. Sau khi đọc xong, các em đã tìm được những hình ảnh đó chưa? những hình ảnh nói lên nỗi vất vả của người nông dân là giọt mồ hôi xa, những trưa tháng 6, nước như ai nấu, chết cả cá cơ cua ngôi lên bờ, mẹ em xuống cấy. Các em ạ, à, hai câu thơ cuối của khổ thơ thứ hai đã vẽ nên hai hình ảnh trái ngược nhau. Cua sợ nóng, phải ngôi lên bờ tìm chỗ mát, mẹ lại lội xuống ruộng cấy lúa. Có tác dụng nhấn mạnh sự vất vả, chăm chỉ, của những người nông dân không quản mưa nắng đã lặn lội trên đồng ruộng để làm ra hạt gạo. Ngoài ra, người nông dân vừa phải lao động sản xuất, vừa phải chiến đấu chống giặc ngoại xâm. Hiểu được nỗi vất vả của cha mẹ mình, các bạn nhỏ cũng đã đóng góp công sức của mình vào việc làm nên hạt gạo. Vậy các bạn nhỏ đã đóng góp công sức như thế nào? Thầy trò chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu ở câu hỏi thứ ba. Câu 3. Tuổi nhỏ đã góp công sức như thế nào để làm ra hạt gạo? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cùng đọc lại khổ thơ thứ tư để tìm ý trả lời. Hạt gạo làng ta có công các bạn, sớm nào chống hạn, vụt mẻ miệng gâu, trưa nào bắt sâu, lúa cao rác mặt, chiều nào gánh phân, quan trành quết đất. Và đây là một số hình ảnh về những việc làm của các bạn nhỏ. Hình ảnh thứ nhất đây các bạn tát nước, chống hạn giúp đỡ bố mẹ của mình. Hình ảnh thứ hai, các bạn bắt sâu cho lúa. Và hình ảnh thứ ba, các bạn gánh phân để bón cho lúa. Qua khẩu thơ thứ tư và những hình ảnh này, à, các em đã trả lời được câu hỏi chưa? Tuổi nhỏ đã góp công sức như thế nào để làm ra hạt gạo? Các bạn nhỏ chống hạn vụt mẻ miệng gầu, bắt sâu lúa cao rác mặt, gánh phân, quan trành quét đất. Đây là những hình ảnh rất cảm động. Mặc dù các bạn chưa quen với công việc lao động nặng nhọc, nhưng các bạn cũng cố gắng giúp đỡ cha mẹ của mình để làm ra được hạt gạo. Tài trò chúng ta chuyển tiếp sang câu hỏi thứ tư. Vì sao tác giả gọi hạt gạo là hạt vàng? Qua những nội dung đã tìm hiểu, chúng ta đã biết được những người nông dân đã chống chọi lại với thời tiết khắc nghiệt, cũng như những mưa bơm bão đạn để làm ra hạt gạo. Vậy các em đã biết tại sao tác giả gọi hạt gạo là hạt vàng rồi đúng không? Vì hạt gạo rất quý, hạt gạo được làm nên nhờ đất, nhờ nước, nhờ mồ hôi công sức của cha mẹ của các bạn thiếu nhi, hạt gạo đóng góp vào chiến thắng chung của dân tộc. Các em cùng thầy nhắc lại nội dung của câu hỏi thứ tư. Tác giả gọi hạt gạo là hạt vàng vì hạt gạo rất quý, hạt gạo được làm nên nhờ đất, nhờ nước, nhờ mồ hôi công sức của cha mẹ của các bạn thiếu nhi hạt gạo đóng góp vào chiến thắng chung của dân tộc. Như vậy là thầy trò chúng ta đã tìm hiểu xong nội dung của các khổ thơ trong bài. Vậy các em đã hiểu được ý nghĩa của bài thơ này chưa? Ý nghĩa của bài thơ. Bài thơ cho chúng ta biết hạt gạo được làm nên từ mồ hôi công sức của cha mẹ của các bạn thiếu nhi là tấm lòng của hậu phương góp phần vào chiến thắng của tiền tuyến trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Thầy mời các em nhắc lại ý nghĩa của bài thơ một lần nữa. Hạt gạo được làm nên từ mồ hôi công sức của cha mẹ của các bạn thiếu nhi là tấm lòng của hậu phương góp phần vào chiến thắng của tiền tuyến trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong hoạt động 2 tìm hiểu nội dung bài. Để giúp các em đọc hay hơn, chúng ta chuyển sang hoạt động thứ 3 luyện đọc diễn cảm. Bài thơ được viết theo thể thơ bốn chữ nổi lên nỗi vất vả khó nhọc của những người nông dân khi làm ra hạt gạo. Vậy chúng ta phải đọc với giọng như thế nào cho phù hợp? Đây là phần gợi ý của thầy về giọng đọc diễn cảm toàn bài. Các em đọc diễn cảm bài thơ với giọng nhẹ nhàng, tình cảm, tha thiết, nhấn giọng ở những từ ngữ gợi tả. Dựa vào phần gợi ý này của thầy, các em tự luyện đọc lại bài thơ cho thật hay. Thầy mời các em đọc lại. Ở đây thầy sẽ chọn khổ thơ thứ hai để cùng các em luyện đọc diễn cảm. Các em lắng nghe thầy đọc, xem thầy đã nhấn giọng ở những từ ngữ nào. Hạt gạo làng ta, có bão tháng 7, có mưa tháng 3, giọt mồ hôi xa, những trưa tháng 6, nước như ai nấu, chết cả cá cơ, cua ngôi lên bờ, mẹ em xuống cấy. Vừa rồi thầy đã nhấn giọng ở những từ ngữ nào? Đây là những từ ngữ thầy vừa nhấn giọng. Thầy mời các em cùng thầy đọc lại. Hạt gạo làng ta có bão tháng 7, có mưa tháng 3, giọt mồ hôi xa, những trưa tháng 6, nước như ai nấu, chết cả cá cờ. Cua ngôi lên bờ, mẹ em xuống cấy. Sau tiết học này, các em cần luyện đọc lại khổ thơ này hoặc chọn một khổ thơ mà mình thích để luyện đọc cho thật hay. Qua bài tập đọc ngày hôm nay, các em biết được để làm ra hạt gạo, những người nông dân đã trải qua biết bao khó khăn để cho chúng ta có được những bữa cơm ngon vì vậy các em phải biết quý trọng và biết ơn những người nông dân và nhiệm vụ học tập của chúng ta sau tiết học này là luyện đọc lại bài hạt gạo làng ta cho thật hay học thuộc nội dung của bài học thuộc lòng bài thơ và chuẩn bị bài tập đọc tiếp theo thế là thầy trò chúng ta vừa hoàn thành xong tiết học ngày hôm nay thầy chúc các em luôn học tốt thầy chào các em